Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi, chúng ta sẽ bước sang năm mới Giáp Thìn. Đối với Bắc Bộ, trong tối và đêm nay vẫn chịu tác động của không khí lạnh yếu, nên nhiệt độ sẽ nhích nhẹ hơn so với đêm qua. Dự báo tại thời khắc giao thừa, trời không mưa, nhiệt độ ở khu vực vùng núi phía Bắc sẽ là từ 11 đến 13 độ. Còn ở khu vực Trung Du, Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao hơn phổ biến từ 14 đến 16 độ. Thời tiết khá thuận lợi để chúng ta có thể chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa đẹp mắt. Sang ngày mai, ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, thời tiết ở Bắc Bộ sẽ có những chuyển biến tốt hơn. Toàn vùng không có mưa, trưa chiều trời tạnh ráo và sẽ có nắng. Nhiệt độ trong ngày mai trên các khu vực đều tăng, với mức nhiệt chiều mai ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, sẽ phổ biến từ 18 đến 20 độ. Khu vực vùng núi như tại Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn và cả Lạng Sơn, nhiệt độ thấp hơn phổ biến là từ 18 đến 19 độ. Chỉ riêng các tỉnh ở phía Tây là khu vực Lai Châu, Điện Biên và Sơn La là những vùng có nhiệt độ cao nhất Bắc Bộ lên tới 23 đến 25 độ. Với miền Trung, trong tối và đêm nay sẽ có mưa nhỏ rải rác ở các tỉnh thành từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi. Trời rét nhẹ ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra đến Thanh Hóa với mức nhiệt từ 18 đến 20 độ và se se lạnh ở vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi với mức nhiệt từ 21 đến 22 độ. Sang ngày mai, mưa chỉ còn ngắt quãng ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế, trời se lạnh với mức nhiệt từ 22 đến 24 độ. Với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thì trời không mưa, nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ 20 đến 22 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi thì trời mát mẻ với nhiệt độ từ 25 đến 27 độ. Phần từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận vẫn có được tiết trời tạnh ráo, có nắng nhưng không nóng, nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 28 đến 31 độ. Thời khắc giao thừa cũng như là ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn ở các tỉnh thành phía Nam được dự báo sẽ có thời tiết rất thuận lợi. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều không có mưa, tầm nhìn xa thoáng đãng, gió chỉ thổi nhẹ ở khoảng cấp 2. Vì thế, người dân ở các khu vực này đều có thể thuận lợi chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ. Sang ngày mai thì cả hai khu vực này vẫn tiếp tục có nắng cả ngày. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên là từ 30 đến 33 độ, ngang với mức nhiệt ở khu vực miền Tây của Nam Bộ. Còn ở miền Đông thì nhiệt độ cao hơn, hầu hết đều có mức nhiệt từ 34 đến 35 độ. Trên biển, đêm nay ở vịnh Bắc Bộ trở vào đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 5, ngày mai tăng lên mức cấp 6. Khu vực phía Bắc, giữa và Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, biển động mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.